sát hại lãnh đạo Yên Bái, bí mật khẩu súng nằm trong tủ phòng nạn nhân. Quý vị thính giả thân mến, sau gần 5 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã công bố kết luận cuối cùng về vụ nổ súng khiến bí thư và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tử vong vào ngày 18 tháng 8. Qua quá trình thu thập chứng cứ tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ tại phòng làm việc của ông Phạm Duy Cường, thời điểm đó là bí thư tỉnh Yên Bái, 4 vỏ đạn và 2 đầu đạn. Tại phòng làm việc của ông Ngô Ngoc Tuấn, thời điểm đó là chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, đã phát hiện và thu giữ 4 vỏ đạn và 4 đầu đạn, một súng quân dụng K-59, một chiếc cặp sách đặt ở giữa phòng sát nơi nằm của Đỗ Cường Minh. Bên trong cặp có một chai nhựa loại 1,5 lít chứa đầy xăng, một hộp tiếp đạn súng K-59, bên trong có 8 viên đạn, một bật lửa ga, một áo sơ mi. Khám ô tô của Đỗ Cường Minh đổ ở sân ban tổ chức tỉnh ủy, phát hiện dưới tấm lót sàn trong xe có một con dao nhọn tự chế chui gỗ dài 35 cm. Về chi tiết khẩu súng K-59, hung khí gây án nằm trong ngăn tủ làm việc của ông Tuấn khiến dư luận băn khoăn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của anh Âu Văn Hắc, lái xe của ban tổ chức tỉnh ủy, đồng thời là người phát hiện sự việc. Quá trình điều tra xác định, khoảng 7 giờ 25 phút ngày 18 tháng 8, khi Đỗ Cường Minh đến phòng ông Ngô Ngọc Tuấn thì gặp anh Hắc ở ngoài cửa. Thấy Minh, anh Hắc nói ông Tuấn đang có khách nên hai người đứng nói chuyện với nhau bên ngoài phòng. Khoảng 3 phút sau, đoàn khách ra về thì Minh đã vào phòng ông Tuấn và khép cửa lại, anh Hắc đứng ở bên ngoài chờ. Hơn 1 phút sau, anh Hắc nghe tiếng súng nổ phát ra từ phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn và nghe thấy tiếng gọi, anh Hắc ơi. Thế vậy, anh Hắc vội chạy vào phòng thì thấy ông Ngô Ngọc Tuấn ngồi dựa lưng vào tường, người có nhiều vết máu, còn Đỗ Cường Minh nằm ở giữa phòng, xung quanh chảy nhiều máu, tay phải áp lên trên khẩu súng. Do thấy Minh vẫn đang thở dốc, sợ Minh bắn tiếp nên anh Hắc đã cầm khẩu súng cất vào tủ trong phòng làm việc của ông Tuấn. Sau đó anh Hắc đỡ ông Tuấn nằm xuống rồi chạy ra ngoài cửa hô hoán mọi người. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra còn phát hiện trong phòng của ông Phạm Duy Cường có chiếc cặp chứa 50 triệu đồng. Còn tại phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn có két sắt chứa 100.000 đô la và 1,5 tỷ đồng, tổng cộng khoảng 3,7 tỷ đồng cùng 4 chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng. Sau khi vụ án xảy ra, đã có nhiều thông tin cho rằng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ được hàng trăm tỷ đồng trong phòng của ông Tuấn. Trả lời câu hỏi này của phóng viên, Đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đây là thông tin không chính xác. Lý giải về số tiền gần 4 tỷ đồng phát hiện trong phòng ông Tuấn, Đại tá Phạm Ngọc Thắng cho hay đây không phải tiền cơ quan. Theo người nhà của gia đình ông Tuấn cho biết, tiền này của gia đình tích góp được nhiều năm. Do ở nhà chỉ có mẹ già nên ông Tuấn đã mua két sắt để trong cơ quan cho an toàn. Theo kết luận điều tra ban đầu của vụ án, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 18 tháng 8, Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, thời điểm đó là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái, sau khi chở vợ đi làm, đã tiếp tục điều khiển xe ô tô đến văn phòng tỉnh ủy. Trên đường đi, Đỗ Cường Minh đã gọi điện nói chuyện với lái xe của ông Phạm Duy Cường. Khi đến trụ sở văn phòng tỉnh ủy, Minh xuống xe xách cặp đi vào ngồi ở phòng khách số 1 gần phòng họp Hội đồng Nhân dân. Sau đó xách cặp đi lên tầng 2 đứng chờ ở ngoài phòng làm việc của ông Cường. Khi thấy ông Cường đến phòng làm việc thì Minh vào theo và dùng súng K-59, súng quân dụng được trang bị, bắn 4 viên đạn vào người ông Cường. Bắn xong, Minh mang theo súng, xách cặp đi xuống xe ô tô của Minh và điều khiển xe đi đến đổ tại sân của ban tổ chức tỉnh ủy. Sau đó Minh xách theo chiếc cặp sách màu đen đi bộ lên phòng làm việc của ông Ngô Ngọc Tuấn, cách phòng của ông Phạm Duy Cường khoảng 150m, rồi bắn nhiều phát đạn vào người ông Tuấn rồi tự sát. Sau khi sự việc xảy ra, công an tỉnh Yên Bái đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái cho biết, sau hơn 4 tháng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã có kết luận điều tra ban đầu vụ án nghi phạm Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh, dùng súng quân dụng sát hại ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Như đã thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 8, công an tỉnh nhận được tin báo tại trụ sở tỉnh ủy Yên Bái xảy ra vụ nổ súng nên ngay lập tức triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận bảo vệ hiện trường. Khi công an đến, phát hiện ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc bị bắn gục trong phòng làm việc. Ngoài ra, công an phát hiện nghi phạm gây án là ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm cũng nằm gục tại hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định hiện trường vụ án không bị xáo trộn, phòng làm việc của cả ông Tuấn và ông Cường không bị lục soát. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 4 vỏ đạn, 2 đầu đạn tại phòng ông Cường, 4 vỏ đạn, 4 đầu đạn trong phòng ông Tuấn và một khẩu súng K-59 tại phòng ông Tuấn. Khẩu súng này đã hết đạn. Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định trong phòng có một chiếc cặp, bên trong có 50 triệu đồng. Trong phòng ông Tuấn có két sắt, bên trong có 100.000 USD, 1,5 tỷ đồng và một số nhẫn chưa được xác định chủng loại, giá trị. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định thi thể ông Cường có 4 vết đạn,
ông Tuấn có 3 vết đạn, ông Minh có 3 vết đạn bắn xuyên từ thái dương bên phải sang bên trái. Giám định khẩu súng, xác định các đầu đạn do khẩu súng K-59 bắn ra. Khám ô tô của ông Đỗ Cường Minh, đổ ở sân ban tổ chức tỉnh ủy, phát hiện dưới tấm lót sàn trong ô tô có một con dao nhọn tự chế chui gỗ dài 35cm. Kết luận điều tra vụ án bắn chết bí thư, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Trưa 26 tháng 12, trao đổi nhanh với phóng viên, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, 15 giờ chiều nay 26 tháng 12, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo thông báo kết luận điều tra vụ án Bí thư tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Ngô Ngoc Tuấn bị bắn tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 18 tháng 8 năm 2016 tại trụ sở tỉnh ủy tỉnh Yên Bái. Ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái, dùng súng bắn hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái là ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngoc Tuấn tử vong. Sau đó, ông Đỗ Cường Minh đã tự sát bằng súng ngay tại hiện trường. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng Đỗ Cường Minh đã xông vào phòng làm việc của bí thư Phạm Duy Cường và dùng súng bắn ông Cường nguy kịch. Không dừng lại, Đỗ Cường Minh tiếp tục tìm đến phòng làm việc của ông Ngô Ngoc Tuấn. Tại thời điểm đó, trong phòng có nhiều người ra vào. Minh tiến vào phòng xin gặp ông Ngô Ngoc Tuấn. Trước thời cơ, Minh rút súng bắn vào người ông Tuấn, khiến ông này trọng thương. Ông Đỗ Cường Minh sinh năm 1963, từng giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chi cục trưởng ngày 1 tháng 4 năm 2014. Cùng chiều ngày 18 tháng 8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ việc. Trong buổi họp báo này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái khẳng định không khởi tố vụ án do ông Đỗ Cường Minh đã tử vong. Tuy nhiên sau đó, chính cơ quan này đã quyết định tiến hành khởi tố vụ án. Sau hơn 4 tháng xảy ra vụ án, chiều nay 26 tháng 12, Công an tỉnh Yên Bái chính thức tổ chức họp báo thông tin kết luận điều tra vụ việc.